15S Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị nha. Hiện Tiên ơi, nãy anh nghe cái gì mà em làm cạch 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 đây Hiện Tiên? À, em thắp 7 con nến lung linh. Đó, sáng nay thì anh Ngọc anh vào rất là sớm luôn, anh vào trước 15S đâu, tầm anh vào tới trước em tầm bao nhiêu anh Ngọc? 5:30 anh vào rồi hả? Cô qua cô chú các anh chị thấy chưa, anh vào 5:30 rất là sớm luôn ha. Bây giờ 15S thì ghé tiệm mua đồ cho nên vào trễ chút xíu. Bây giờ mình làm bộ vô chú ha. Thật ra là anh Ngọc anh làm sạch trơn rồi. Bây giờ 15S cập nhật cho bà con cô bác ha. Sáng nay thì anh Ngọc là anh chắc là thay mặt anh Tâm ha, mua một ly cà phê đá nè để cúng cho chú. Đó. Hôm nay thì khán giả giấu tên. Đây là một cái mâm chay cúng cho chú rất là sớm, sáng thứ hai đầu tuần ha.
ẩn danh là giấu á, tức là không cho cần biết nam hay nữ á, mình chỉ biết ẩn danh là được rồi. Cái gì? Em nói lại cái gì nè. Thì em chúc cho cái vị ẩn danh này, bây giờ không biết là chị hay anh, thì chúc vậy thôi. Cho có nhiều sức khỏe nè, gặt hái nhiều thành công trong công việc đồ thôi, chứ giờ biết sao. Chứ không phải em biết anh gì đó anh chị. Ít còn em. Hết rồi. Hả? Sáng anh bị con gì cắn đằng sau cổ không vậy? Anh đã biết con gì cắn rồi, sáng nay anh bị nhiều vấn đề quá trời luôn. Không phải đằng sau anh đớm như là anh đang bị lan ben hết rồi. Bị lan ben rồi. Lan ben hả? Rồi. Rồi nè. Hello chị Loan. Em chào chị Nhung. Dạ chào chị. Xe khỏi lá quên rồi. Sao? Bữa nay quên quá. Mà chị biết sao không? Bình thường em không có hỏi chị, mà tự nhiên bữa nay em hỏi chị ha, không sao. Không, nhưng mà ý là bình thường em không hỏi chị đâu. Sáng nay mộ chú rất là vắng luôn, sáng thứ hai ha. Thì cũng mới chỉ có ba anh em đến. Anh Ngọc xếp hạng 1. Yeah. Xếp hạng 1. Xếp thì đến sớm là xếp hạng 1. Thiên Tiên xếp hạng 2. 15 mét xếp hạng 3. Là cái gì? Là đến trước tôi đến sau á. Thì ông này ông đến xếp trước rồi xếp hạng 1. Em bước vào mộ chú thứ hai là xếp hạng 2. Anh thứ ba đúng không? Anh hạng bét. Không, còn hạng 4 nữa. Hạng 4. Hạng 4 là hạng 4 ngoài kia kìa. Đâu? Đó. À, hạng 4 là anh Giang. Ôi, sao không có khán giả anh Giang quá là. Chắc là cô đang thấy trong cái đài đang ngại ngại chút xíu á. Thôi bây giờ 15 mét quay một vòng cho bà con cô bác xem nha. Xem một chút. Cô ơi, có cần con giúp gì không cô? Cô viếng chú đúng không? Trời ơi. Vậy là nãy cô bị lạc hay sao? Cô thấy cô chạy lên. Để con lấy ra con cắt cho. Cái này mình cắt ra sao chưa cô? Trời ơi, bánh tét nè. Rồi bây giờ mình cắt rồi ha. Ê, mình có con dao không? Dạ, anh Ngọc mà xếp cái cây ra dễ đi. Rồi em cắt bánh tét rồi ha. Đã hỗ trợ cô cúng buổi sáng này luôn. Lời bay nữa đi tàn bò cá trong đời xa như có người biết. Con dao em đâu? Kìa, trên cái cây kìa. Đó. Bây giờ mình... cho đến chừng bằng mô trời lòng mộng mây vui mộng hồ cát một giọt nước. Nhưng trừ lành như thế không lần nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho căn pháp giờ chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương thọ chữ vui thường diệu còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử bình đường lợi ích thôi như thế thời sẽ luôn qua vui trong ba đời.
cứ làm mờ hoang cứ lặng trời đường hương bán thô mô muôn lần rồi hôm nay thì tàn bộ phần. Nhưng nhân viên còn đứng về chờ bóng thì thế đó chính tàn bộ phần bộ nguyên địa phần hồ phần phần thứ 11 lúc đó bị kiến ra địa thần. Bạn còn đứng phần rằng bạn đứng thế con từ trước đến nay con từng chiếm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn công thể nghĩ bằng. Đồ các mọi loài chúng sanh ngài địa bàn Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chư thế nguyện rất sâu rộng bậc đứng thế tôn ngài địa tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong những phù đề. Như ngài Văn Cô, ngài Võ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Đà cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Những chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như chỗ ca trong trăm nghìn ức trong hằng bạch đức thế tôn. Còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao nơi chỗ sanh xe ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cài khám cài thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đó phương cúng vừa chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều, một là đấng cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích, năm là cầu chi cũng thôi ý cả, sao là không có tai hoa về sáng nay cô. Cái bánh tét này là mình tự làm hả cô? Nhà cô gói cô bán. Wow, hèn gì cái đòn này bự ghê luôn ha. Cái đòn này chắc cả ký luôn hả cô? 2 ký mấy một đòn này? Trời ơi khủng khiếp. Mà cô gói cái nào cũng vậy ha, ưu tiên cái này bự hơn. Trời ơi. Cái đoạn của cô là hơn 2 kg. Đó, cái này là bánh rát hột điều hả cô? Dạ, cái hột điều á. Trời nhìn ngon quá ha. Ngon nè. Vậy thì chúc cho nghệ sĩ chúc cô cho mọi nghệ sĩ Vũ Linh ăn xong rồi. Cho biết cái này là bánh tét Phú Giáo, Giáo hả cô? 4-5 lần rồi. Vậy là cô ở Phú Giáo ha. Ủa? Ông nào sao giống ông Minh kệ dữ vậy trời.
ánh bánh ghẹ. Mâm vàng đâu ta, mâm vàng bự đâu ta. Cái gì? Mâm vàng. Mâm vàng này nè. Nè mẹ nè. Cô tét ra đi con, chắc con nghĩ là tét hết giờ để cho chú dùng. Sáng nay là cô cúng khủng cho chú ha. Không có muốn phụ lột với cô không? Hả? Thôi anh không biết lột. Anh lột công mát hết. Thiệt, tại cái này nó cũng dễ nát lắm á. Nãy anh cũng tính lột rồi mà anh thấy lột nát mà công cúng nó không được đẹp. Cho nên thôi, để cô ai ăn rồi mấy lột đi. Dạ. Mình lột ra chừng 3 phanh mình cúng thôi. Trời ơi. Gần Tết tới rồi nè nên cô cúng quá tát nè. Mình ở quê mình là ở Phú Giáo Bình Dương đó cô. Rồi rồi. Dạ. Năm phanh đi. Chú hợp năm phanh đó cô ơi. Năm phanh rồi. Dạ, giờ hợp số 5 là mình cũng năm phanh thôi. Rồi để đó đi con. Để đi con, lát con dọn. Rồi mà mình nè, cô rửa tay để con bưng lên cho. Cô rửa tay đi con. Nước lên đây nè con. À, cô lấy khăn giấy cũng được. Bây giờ dưới đi hỏi, dưới đi hỏi. Em cảm ơn hỏi với anh. Em cài cho anh lên để anh để. Trời ơi, nặng luôn. Anh để lên cái mâm cúng này luôn được. Anh để lên mâm cúng luôn ha. Dạ. Bây mua được chai cho chú. Dạ, sáng cũng chai cho chú sớm. Dạ, cũng chai. Ăn cũng chai ạ. Giờ ớt đốt nhang. Nhang cho cô cúng. Thôi, bây giờ tôi đã cho chúng hết 100.000 ạ. Hồi năm chín mươi tám mấy gì đó, hồi đó tôi cũng còn nhỏ nhỏ, cũng có lớn rồi nhưng mà tôi cũng cho cô 100.000 luôn phải không? Cho chú 100.000 đó. Wow. Cô sợ cô giáo hát hồi đó cũng còn mấy tuổi. Dạ. Vậy là cô coi chú hát cái cô lên tặng cô chú hả? À? Dạ. Hồi đó tôi đâu có tiền, nhà hồi đó còn nhỏ nhiều. Còn trên mấy 100.000 nữa. Dạ. Có 100.000 cho hết luôn. Lên sân khấu, tò anh Vũ Linh hát hay quá, em tặng cho 100.000. Vũ Linh, lần tôi vỗ dai cái Vũ Linh hát giật mình. Cái nào tôi đi, có sao nào tôi nói đẹp, tặng bông nè, tôi vỗ dai. Vậy là cô bỏ tiền cho bông luôn hả? Ờ, tặng cho cái bông. Trời ơi. Về hát cái buổi phụ giáo đó. Dạ. Rồi, thôi cô cúng vô chú đi con. Dạ. Hát con sống hát, chứ là dì sĩ Vũ Linh hát là phải mở cho bạn. Sứ tuần nào mà nghe dì sĩ Vũ Linh thấy là không sống á. Được rồi, phải mở cho bạn coi. Sĩ Vũ Linh hát là nửa đêm nó cũng coi. Dạ. Được chơi chứ có đâu, chú đâu có mà chê tấm lòng mình đâu trời. Dạ, có tôi lớn. Cúng đi cà phê, ông cũng đâu có nói gì đâu. Dạ, cúng gì đâu. Vậy là màu vàng. Vậy là hôm đó mà hả cô? Ờ, bữa đó ma tôi xuống dưới mà. Trời, vậy là cô cũng hâm mộ dữ ha, từ Phú Giáo. Mấy ngày không có điều kiện đi, bữa chiều ngày mai chôn là chiều nữa tôi đi. Yeah. 2 giờ tôi đi, tôi đón xe tôi đi xuống tới dưới. Yeah. Xong rồi tôi ở lại, tôi dắt bông lên xe phụ họ luôn mà. Wow. Nhưng mà rất buồn, tôi cái là em biết sao. Lại hái mấy cái bông á, thì con em nó chửi quê quá, mình đâu có cắt cậu luôn quê. Nghĩ tuổi thân cho đó hả? Ừ. Mấy cái bông rớt á, mấy cái bông rớt mình lụm đựng để mình cái dành nó cũng rớt rồi, còn có mấy cây nó lưu phưa á, lặt mấy cái ấy, nhưng mà điều người ta đối xử thấy cũng buồn. Cái bông mà em giữ à, mà họ nói nha. Chị sao mà chưa xin đó, chị hái bông của người ta. Tôi trời ơi, tôi hái mấy bông thôi là rễ mộ. Tôi cho mấy người ngoài đường cà rễ mộ biết sao. Thường thường á, tôi hay đi phụ đám ma đó là hái những cái bông này nè. Dạ. Bắt đầu cho người ta rễ mộ á, cho mấy người đi đường á, người ta rải đó. Dạ. Mình nghĩ chắc tôi đâu có nghĩ thành phố mà là bông người ta coi như vàng. Tại bên thành phố nhiều khi khác. Cái mấy người chữ tôi quá chừng tôi buồn, quê.
cái phương về tôi nghĩ không. Ở đây không có giống trên mình, tại vì họ chặt chẽ quá. Đúng rồi. Dạ thôi chứ rất thương Vũ Linh, rất mến hội lên. À, nhưng mà là mấy người công an, mấy người dân quân gác đó làm vậy rồi mất đi. Mất cái tình cảm đúng không cô? Tình cảm người ta xa đến. Ờ chị ơi, chị hái bông để làm gì? Để em hái chị mấy bông nha, chị làm cái gì mà chị hái cái bông này? Chứ đâu có quyền chữ. Thôi đâu có xuống đây hái bông. Ồ làm cái ớn lắm, làm y như là mình đi tộm vàng nè. Biết sao không cô? Bông rơi, bông ba cái bông héo không à. Chứ phải bông tư gì tôi đâu có. Đâu ở dưới nhà đám ma đó. Đúng đám ma đấy anh. Nhà đám ma nhưng mà tôi khiêng bông ra phụ. Tôi rinh bông ra xe rồi. Để còn những cái cây mà nó héo héo đó. Những cái cây héo héo người ta cũng nó rớt tùm lum nè. Tôi mới ấy bông nó buồn vậy thôi. Chứ còn dưới tôi thấy mấy người làm việc dưới rồi tôi buồn. Mấy người bảo vệ tôi buồn. Nó lẽ hỏi chị ở đâu? Chị hái bông để làm gì chị? Tại mình biết ta hái để làm gì đúng không? Chị hái để làm gì? Chị hái nhiều ít. Tụi em hái cho có cưng cứ làm người ta như thế nào chứ. Hay là mình đừng có hái đúng không con? Bông mai tổng gì làm gì tụi ơi, thấy là phát sợ rồi. Đúng không? Thấy phát sợ ai mà bông gì. Nhưng mà thấy mấy người bảo vệ với làm vậy tôi buồn hả? Hái đừng rảy mộ, chị Vũ Linh, tôi đưa đi luôn mà. 2 giờ là cô đưa tan. Cô đưa tan luôn. Nhà tan hết 2 giờ tôi xuống dưới tử thức sáng đêm luôn. Rồi sáng mai tôi đưa đi, lên xe đó. Lên xe đó leo đi về luôn. Buổi sau buổi tôi đi là tôi xe ra thành công, 2 giờ tôi đi xe thành công xuống. Tôi không có tin. Tôi không biết coi lên mạng, tôi đi bán tét, tôi hay luống xài đập đá không hả? Cháu tôi á, con tôi nó mới nói má ơi, Vũ Linh chết rồi. Mấy ngày má không nghe, không đi cứ đi bán vậy. Mà má không nghe Vũ Linh chết ha, tại nó biết tôi hâm mộ Vũ Linh phái vậy luôn hát á. Tuần nào Vũ Linh mà tôi bơi á. Đầu nào tôi bơi hát á, tôi nghe tôi thích lắm. Trời, nó mới nói tàu Vũ Linh chết, má đi lắm ma hàng giờ còn ngồi đó có tét. Là còn vậy hả? Vậy là chuyện nào? Đâu mình lên mạng thì coi người ta, coi mạng mấy nay à. Cái tôi đâu tin, tôi nói họ nó đăng tụi bậy. Cái mạng tụi bậy không có chết đâu, Vũ Linh gì mà chết. Tôi đâu có tưởng tượng là Vũ Linh chết đâu. Dạ. Tôi còn la con tôi nói nó tụi bậy á. Dạ. Thiệt má, Vũ Linh chết em ơi. Trời ơi, người ta lên đài nghe nó quá chừng, cô lên mạng má coi à. Cái lên mạng tôi thấy quá trời người, tôi mới tin. Dạ. Tôi giật thiệt ha. Cái tôi hiểu là đâu con chỉ đường má đi, con lên mạng hỏi đường gì, đi đâu quay xuống á, chứ đi có mình nè, đâu có ai. Tất cả đi về mấy đứa bạn này, nó la quá chừng, nó trời ơi, mày đi sao mày không rủ tao? Tao có hầm người vô lên trời đi, và ai cũng chữ hết rồi, ai nói trời đi không rủ họ. Tôi nói ai biết có đi không, tôi cũng dội. Lật đật, cái đi bán xong về 2 giờ, 1 giờ mấy, ăn cơm, tắm rửa, cái lật đật. Đóng xe đi, xách vô ngảo đi. Đi xuống dưới cái đi sao. Xuống dưới cái bắt đầu trời thấy tội nghiệp, vô dưới là cái bắt đầu chiều quá. Vô 3 giờ xuống tới 3 giờ mấy, 4 giờ được vô đốt nhang, nhưng mà tối là nghỉ sáng đông lắm không được đốt nhang, khuya mới được. Tới giờ á, 7 giờ đó lên là ta nghiêm rồi đó. Ta để cho nghệ sĩ rồi hát với bà con nghệ sĩ ta đốt nhang túi á. Tôi đốt nhang sớm rồi. Khi tôi vô bắt đầu ngồi trong ngồi thức ta đào nó hết, nhưng mà điều mình nằm vô đất nhà mình ra hoài á, ngồi quán cà phê trước cửa đó, ngồi đó nói chuyện với mấy bà miền Tây, dân miền Tây thì Tiền Giang Sóc Trăng rồi họ cũng lên rồi họ cũng thức á, cái người nói chuyện tâm sự. Rồi cái bắt đầu sáng ơi tôi khiêng bông ra phụ, rinh ra xe phụ, thấy người ta cũng rinh thì mình cũng rinh phụ cho mau á, dắt bông ra xe. Tôi về, tôi về quê ai cũng nói tao gặp mày chứ mày duyên mà mày kìa, mà mày nói không có. Tôi làm bộ tôi trời ơi tôi, ai lộn của tao đâu, tao mày dắt bông mặc áo vàng lên xe nè, mày dắt bông xe tải quá với chung với họ tao thấy nè. Các tôi nói trời ơi giờ mày nói tao mới nói buồn muốn chết. Dắt bông ra rồi mấy cái bông ra lụm ở trên cái chánh đó, nó héo héo mày lặt có mấy bông mà tính là cho cái bà kia gà bà xin. Bà nó cho bà mấy bông bà cầm bà rảy mộ Vũ Linh. Mấy người gác bảo vệ họ chửi con cô chết luôn. Giờ tôi còn ớn. Dạ. Cô ơi, mình ở ngoài là mình gặp chú được mấy lần rồi hả cô? Ở ngoài hả? Dạ. Ở ngoài coi trên truyền hình, coi trên truyền hình không mà mấy năm mà mới giải phóng đó. Còn tôi gặp có một lần về phố lớn thôi. Chỉ có năm đó là tặng trăm ngàn hả cô? Chồng bỏ năm đứa con mắc đi làm, đứa con có cảnh đâu rồi đi xuống thành phố. Chứ tôi mà có tiền, tôi xuống thành phố tôi còn Vũ Linh hát liền á. Tôi mê cái đó mà điều mình đâu có điều kiện đâu đi. Sau này cái Vũ Linh lên phố giáo hát tôi mới gặp mặt. Mười mấy tuổi rồi nhưng mà cũng có trăm ngàn. Có tờ giấy xanh nè, cho hết luôn. Mua cái bông hết mấy ngàn còn như cho hết luôn. Rồi thôi cảm ơn cô nhiều ha. Thôi đó nghèo mà, mấy phóng nghèo lắm, khổ lắm. Tốn tiền đâu, có trăm ngàn nè. Cô sáng nay cô đến viếng mộ chú rất là sớm luôn. Không, Vũ Linh hát hay thiệt, hay. Không ai mà hát được Vũ Linh thôi. Không, cũng tốt nữa, Vũ Linh cũng tốt. Rồi thôi mình đi chụp hình làm kỷ niệm đi cô. Dạ. Đây là lần thứ năm rồi không? Rồi tụi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Đó, sáng nay cô kể một cái câu chuyện với nói gọi là cười ra nước mắt. Tôi khai thác hâm mộ Vũ
Rồi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều ha. Nửa tiếng anh. Nửa tiếng hả? Dạ, bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho 15m Bình Dương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.